Chào các bác nhá. Hôm nay tôi đi lấy cây kê huyết đằng này. Bây giờ tôi đang trèo trên cây đây nhá. Đây này, bác xem dây huyết đằng này. Dây kê huyết đằng gốc mãi dưới kìa, thấy không? Giờ tôi trèo lên mãi trên này, không phải tự nhiên mà tôi trèo đâu. Trèo lên thứ nhất là tôi sẽ lấy một cành, một nhánh của nó thôi, chứ không chặt cả gốc của nó đi làm gì. Làm như vậy để mà lần sau còn lấy được tiếp, giữ giống nó. Thứ hai là lên tới trên này để quay lá của nó cho các bác xem. Đây này. Lá. Bây giờ đợi lát nữa tôi sẽ quay lá của nó nhá. Đang ổn định chỗ đứng đã. Còn đây chính là phần lá của nó này. Các bác xem lá của nó khá là giống với lá của cây sắn dây, lá của những cây họ đậu. Đấy. Thấy chưa? Lá nó chia ra thành ba này. Đây này, nó là dạng dây mà, dây leo mà. Nó không có tua cuốn, nó cứ vươn lên rồi gác vào các cuốn vào các cây khác, dùng thân của nó để cuốn vào các cây khác để lên. Rồi, bây giờ tôi sẽ chặt lấy một nhánh của nó xuống, rồi lát nữa quay tiếp để các bác xem nhé. Để đây trên cao, đây này, thấy không? Gốc mãi dưới kìa. Trèo mãi trên đây này. Đây đến ngọn cây luôn đây này. Ngọn của bụi cây nứa. Ở đây gọi là cây nứa. Đấy. Còn đây là phần thân dây của nó sau khi lấy xuống. Thì nó có các cái vòng sinh trưởng đây này. Khi mình chặt ra thì thân dây nó màu đỏ. Các vòng sinh trưởng của nó sẽ chảy ra nhựa đỏ đây này. Đấy. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Vòng sinh trưởng này thì cái tâm của vòng ấy, thì nó có thể là lệch sang một bên của cây nhé. Chứ nó không ở giữa cái phần dây này đâu. Đây, như các bạn thấy này. Nó lệch sang phía này này. Cái tâm của nó đấy. Chứ nó không ở giữa này. Và dây nó dẹt dẹt, hình dẹt nhé. Chứ không hình tròn đâu. Thì cả dây non của nó cũng có nhựa đỏ này. Như mọi người có một cái cây gọi là cây cỏ máu ấy. Thì cây đấy nó cùng họ với cây kê huyết đằng này. Nhưng lại có người gọi nhầm cây kê huyết đằng này là cây cỏ máu thì cái đấy không phải đâu nhá. Cỏ máu với kê huyết đằng là hai cây khác nhau, chỉ là hai cây cùng họ thôi nhưng là hai cây khác nhau nhá. Tác dụng thì tất nhiên cây cỏ máu không thể so với kê huyết đằng được rồi. Nên các bạn chú ý cái chỗ đấy nhá. Kê huyết đằng nó có nhiều vòng sinh trưởng thế này cơ mà. Đây chỉ là dây nhỏ nhá, dây to nó nhìn nó đỏ lắm, đỏ đẹp lắm. Vòng sinh trưởng nó nhiều nữa. Như bây giờ thì dây to không còn nhiều nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về những tác dụng của nó. Trong các tài liệu cổ thì có ghi rằng cây kê huyết đằng này còn có tên khác là hồng đằng, dây máu người, máu gà, máu chó, mà trong tiếng Tày gọi là thao da lùa ấy. Kê huyết đằng là loại dây leo thân gỗ to khỏe, hình dẹt, có các vòng sinh trưởng và tâm lệch sang một bên. Khi chặt ra thì cây ra nhựa màu đỏ như màu máu. Lá kép gồm 3 lá chét, lá giữa to hơn, cuống lá dài, cụm hoa mọc ở kẽ lá thành chùm, chùy quả đậu dẹt. Các loài của cây huyết đằng rất đa dạng, phân bố ở nhiều vùng khác nhau. Huyết đằng lông phân bố chủ yếu ở các vùng rừng phía Nam như Tây Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Còn cây huyết đằng ở các vùng rừng núi phía Bắc, nhiều nhất ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hòa Bình. Huyết đằng quả to được phát hiện ở Như Xuân, Thanh Hóa, huyết rồng ở Đông Nam Bộ, Đồng Nai, Lâm Đồng, sông Bé, Bà Rịa, Vũng Tàu, hồng đằng ở Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hòa Bình. Tất cả các loài trên thường mọc trong các quần hệ rừng kín, trên các núi đất, núi đá vôi, đôi khi gặp ở kiểu rừng thưa, rụng lá, hơi khô. Chúng có thể sống được trên nhiều loại đất, phe đá lít, đỏ vàng, hay vàng đỏ,
trên núi granite bazan, đất pha cát dọc theo các bờ sông suối. Độ cao phân bố thường không vượt quá 1.600 m. Cây ra hoa quả nhiều, ra hoa quả hàng năm hoặc cách năm trên những cây lớn không bị chặt phá thường xuyên. Tái sinh tự nhiên chủ yếu bằng hạt và cây chồi gốc sau khi bị chặt. Về bộ phận dùng chính là phần thân gỗ, thu hái quanh năm tốt nhất vào các tháng 8 đến tháng 10. Chặt về cắt bỏ cành lá, để vài ngày cho nhựa xe lại, sau đấy mới chặt khúc, phơi khô. Dược liệu khi tươi cắt ngang có nhựa đỏ như máu tiết ra. Lúc khô ở mặt cắt có nhiều vòng đen do nhựa quánh lại. Còn đối với loại hồng đằng thì có thể chế biến theo cách rửa sạch ủ mềm, thái phiến dày 3-5 mm. Trong trường hợp thân khô cứng phải ngâm 12 giờ, ủ 1-2 giờ. Có khi còn đồ cho mềm rồi mới thái phiến, phơi khô. Về tính vị và tác dụng, theo tài liệu cổ thì kê huyết đằng có vị đắng, tính bình, có tác dụng bổ huyết, chỉ thống, thanh nhiệt, giải độc, thư cân. Kê huyết đằng được dùng trong phạm vi kinh nghiệm nhân dân làm thuốc chữa thiếu máu, lưng gối mỏi đau, chân tay tê liệt, kinh nguyệt không đều. Liều dùng 10-15 g, sắc nước uống hoặc ngâm rượu uống. Hồng đằng còn được dùng để chữa kinh bế, đau bụng, phong thấp, run kim, run đũa. Sau đây là những bài thuốc có sử dụng kê huyết đằng. Ở đây có những bài thuốc được sử dụng ở Trung Quốc. Nhưng trước hết, hãy nói về những bài thuốc được sử dụng ở Việt Nam. Một là chữa thiếu máu, hư lao, thì dùng kê huyết đằng 200-300 g, tán nhỏ, ngâm với 1 lít rượu, trong 7-10 ngày, ngày uống 2 lần. Mỗi lần 25 ml, dùng riêng hoặc phối hợp với nhiều vị thuốc khác như thục địa, đan sâm, hà thủ ô, liều lượng bằng nhau. Có thể dùng cao đặc cô từ nhựa, mỗi ngày 2-4 g, pha rượu uống. Bài thuốc thứ hai là dùng để chữa tê thấp, nhức mỏi gân xương. Dùng kê huyết đằng 12 g, cây mua núi 12 g, rễ gối hạc 12 g, rễ phòng kỷ 10 g, vỏ thân ngũ gia bì chân chim 10 g, dây đau xương 10 g. Tất cả phơi khô tán nhỏ, sắc với 400 ml nước, còn 100 ml uống làm 2 lần trong ngày. Tiếp theo là bài thuốc số 3, dùng để chữa kinh nguyệt không đều. Dùng kê huyết đằng 10 g, tô mộc 5 g, nghệ vàng 4 g, sắc uống làm 2 lần trong ngày. Phụ nữ có thai không được dùng. Vậy là các bạn chú ý bài thuốc thứ 3 này nhé, dùng để chữa kinh nguyệt không đều, nhưng mà phụ nữ có thai thì lại không được dùng. Và tiếp theo là những bài thuốc mà được dùng ở Trung Quốc. Một là dùng để chữa kinh nguyệt không đều, đau kinh, bế kinh, thì dùng kê huyết đằng 100 g, đan sâm 30 g, huyền hồ 20 g, đương quy 20 g, sa nhân 10 g, nhục quế 10 g, câu kỷ 30 g, hoàng kỳ 500 g, liên nhục 500 g, thiên ma 20 g, khương hoạt 20 g, thiên niên kiện 150 g, uy linh tiên 60 g, mộc hương 20 g, đỗ trọng 30 g, ngưu tất 30 g, đại táo 500 g, đường trắng 500 g. Đem kê huyết đằng ngâm trong nước nóng, khuấy đều cho nhựa mủ tan vào nước, vớt bã lấy nước, cho thêm nước nóng vào bã, ngâm lần hai, gộp các thứ nước ngâm lại. Các dược liệu còn lại, sắc làm 2 lần rồi gộp lại, trộn đều với nước ngâm kê huyết đằng, dùng lửa nhỏ cô đặc, khuấy đều để nhựa không bám vào đáy nồi. Đến khi xuất hiện bọt nổi trên bề mặt thì cho đường vào hòa tan, đổ vào khuôn, chờ cao đông cứng lại, cắt thành miếng 30 g, ngày dùng 1 miếng.
Tiếp theo là bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa cam tích trẻ em. Run đũa run kim thì dùng hồng đằng 15g, hồng thạch nhĩ 15g. Nghiền thành bột trộn với đường trắng uống. Trên đây là những thông tin mà tài liệu nói về cây kê huyết đằng. Còn theo kinh nghiệm nhân dân sử dụng thì người dân tộc Tày miền núi thường đem cây kê huyết đằng này về đun nước uống với tên gọi là thau da lùa hoặc là thau lượt, dùng để đun nước uống thay nước hàng ngày. Có tác dụng là bổ máu. Nước uống có vị hơi ngọt, hơi chát, mùi thơm nhẹ. Và đôi khi thì họ cũng kết hợp với một số cây thuốc khác để chữa một số bệnh như là dạ dày hoặc là xương khớp. Tất cả những thông tin trên để các bạn tham khảo để mà có hướng điều trị. Khi sử dụng thì các bạn cần phải làm theo chỉ định của thầy thuốc, y bác sĩ, không được tùy ý sử dụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được phản hồi, trao đổi ý kiến đóng góp từ quý vị và các bạn. Xin chào.